Xin chào ban giám khảo, tôi là Minh Đức, founder của Fieldimart, sàn thương mại điện tử cắt ship xuyên biên giới, nơi giúp bạn kiếm thêm thu nhập dễ dàng nhất với nguồn hàng đa dạng và hot nhất thị trường. Bên cạnh những tác động tiêu cực, không thể phủ nhận Covid đã góp phần làm tăng trưởng việc mua hàng online lên tới 35% trong năm 2021. Và Fieldimart không chỉ là nơi cung cấp nguồn hàng, mà còn giúp bạn vận hành xử lý đơn hàng xuyên biên giới. Việc kinh doanh là việc rủi ro nhất, bạn phải lo hàng trăm việc từ hàng hóa, sản phẩm, vốn, đóng gói, vận hành và tất cả các vấn đề ai cũng sẽ phải trải qua với tỷ lệ thất bại lên tới 95%. Tôi xuất thân từ gia đình người Hoa, gia đình kinh doanh trên đất Sài Gòn này hơn 50 năm nên tôi thấu hiểu những khó khăn của ngành này. Do vậy tôi đã phát triển ra Fieldimart, cung cấp một hệ sinh thái dropship xuyên biên giới, nơi giúp mọi người khởi nghiệp dễ dàng hơn với nền tảng công nghệ thông tin quản trị hàng trăm kho hàng, xưởng sản xuất đồng bộ toàn Việt Nam với các sàn thương mại điện tử Shopee, Tiki, Lazada. Fieldimart tự tin với khả năng đáp ứng cho chuỗi cung ứng hậu cần của kinh doanh online. Bạn chỉ cần đăng ký tài khoản là được quyền sử dụng hơn 100.000 mặt hàng mà chúng tôi đang sản xuất và lưu thông tại Việt Nam. Nếu như ngày 9 tháng 9, 10 tháng 10 vừa qua của các sàn đều đạt con số khổng lồ, ấn tượng đạt mốc hàng trăm triệu đô thì 2% số lượng đơn hàng trên sàn được vận hành bởi Fieldimart đã đạt được doanh thu 100.000 đô trong một ngày. Các số liệu báo cáo của chúng tôi cho thấy hiện tại tỷ lệ active của khách hàng đã đăng ký chiếm tới 80%, tỷ lệ trả tiền trên mỗi đơn hàng đạt 100%. Tỷ lệ thanh toán phí sử dụng nền tảng đạt 95% với tất cả dòng tiền của các nhà kinh doanh online. Sự kho hàng đều đi qua ví điện tử của Fieldimart. Với nền tảng công nghệ đã có, chúng tôi dự kiến mở rộng thị trường quốc tế vào năm 2023 và đặt mục tiêu sẽ tăng tỷ trọng lên 5-6% sản lượng đơn hàng của tất cả các sàn bán lẻ trên toàn thị trường Đông Nam Á. Chúng tôi rất mong tìm được các đối tác chiến lược, các nhà đầu tư cùng chí hướng để cùng xây dựng một startup thành công cũng như mang lại nhiều giá trị hơn cho xã hội.